100% viên nha các bạn, 100% viên luôn. Nếu mà trong quá trình xin xe thì mấy bạn anh em rồi có thể là mời người nào đó là dành về xe lên soi mới các kiểu, mà nếu mà trong quá trình xem mà phát hiện ra một cái lỗi nào đó không đúng viên á mà có đủ bằng chứng thuyết phục thì tôi gửi anh em 10 triệu, anh em phê vui vẻ về không gì hết. Hello, chào anh em nha. Hôm nay quay chiếc S50 anh em. S50 đời của 2018. S50 đời của 2018 của thằng em nó dán tem trầm bánh quy con anh em. Xe mới vừa ra sao bông rồi đó, đi dán tem trầm luôn. Tem trầm này theo mình biết là lúc nó mới dán đặt cái kế riêng đó, nhưng mà bây giờ là nó tràn lan rồi. Hôm nay mình sẽ đang bán cái chiếc này và giá mình thực sự là bất ngờ cho anh em. Xe là bao zin và cái chế độ mà em ấy bao cho anh em như thế nào thì để mình mời em ấy vô để mà nói cho anh em rõ ha. Rồi vô đây thì xe em giờ em bán với giá là như thế nào nói cho anh em biết. Rồi hello anh em nha, mình đây cần ra đi một con 150 nè, đó là giấy tờ đầy đủ luôn nha, giấy tờ hải quan ba sang tên luôn, đời là đúng đời đúng bán 2018. Mình cần ra đi em nói là hôm nay có mời anh cố về làm cái clip của mình đăng lên để mình ra đi em nói sớm nhất nha. Rồi sẵn tiện đây báo giá cho anh em luôn là giá mong muốn ra cho đi cho em đó là 26 triệu, lúc mà Rinh em nói về trong salon về 52 triệu, mà giờ thôi để lại nửa giá cho anh em nào thiện chí chơi luôn. Rồi tại vì lý do tại sao mà mình bỏ lại giá đẹp để cho xe đẹp vậy, tại vì con gậy mình nó đam mê làng phơi trắng, nói mình không mua nó bỏ, giờ buộc mình phải đi ra đi em nói là để về kiếm chiếc ráp chạy chơi để bậy cho có vậy ta. Rồi xe của mình đây là 100% viên nha các bạn, 100% viên luôn. Nếu mà trong quá trình xin xe thì mấy bạn anh em rồi có thể là mời người nào đó là dành về xe lên soi mới các kiểu, mà nếu mà trong quá trình xem mà phát hiện ra một cái lỗi nào đó không đúng viên á mà có đủ bằng chứng thuyết phục thì tôi gửi anh em 10 triệu, anh em phê vui vẻ về không gì hết. Rồi đầu tiên xin mời chơi anh em cho đây, mời anh em xem sơ qua xe của mình nha, xem chi tiết qua xe. Đây, xe này là đời đó là đời mấy? Đời 2018 đúc bát luôn, đúng rồi đúng không, chủ nghe chủ luôn, em đúng tên luôn đúng không? Rồi rồi rồi, bây giờ xe này là em nói là chạy được bao nhiêu cây rồi, vô quay chi tiết cho các bạn xem nè. Xe này là mình mới rinh về đây là chưa chạy bao nhiêu các bạn, mới 12.000 cây thôi, xe mới 12.300 mấy cây các bạn, 12.336 cây. Và xe này em lên độ tem trùm như thế nào nói chia sẻ cho anh em biết luôn. Thì tem này đó là ở đây chưa ai đặt hết à, chưa có bộ này, xong rồi mới gửi mấy anh ở dưới Sài Gòn mới thiết kế về bộ tem là gửi về đây, là đó là đây là chỉ có mình em dán á, mà sau hôm nay nó tràn lan ra quá trời, dán quá trời, đi đâu cũng gặp tem này hết nên giờ chán rồi, thấy chán nản rồi. Vậy em xin gái không? Không được anh ơi. Hôm nay cho lớn bán chiếc xe có 26 triệu để mà mua chiếc xe Grab gì gái đó anh em. Nè em quay chi tiết về những cái phần ốc này cho anh em xem. Thì nói thật anh em là nghe tên thằng em điện kêu mình quay chiếc xe này mà nó nói giá chỗ này, thật sự anh em chiếc Novadas của mình chưa bán được, nếu mình bán được mình dám lấy chiếc này lắm á anh em, chứ bây giờ mình chưa bán được chiếc Nova mình bay mình lấy chiếc này nữa về biết chuyện đâu mà tiền cổ nó quá chừng. Anh em thấy không,
mình dám lấy uy tín danh dự của kênh ra để mà khẳng định với các bạn luôn là xe zin hoàn toàn ha. Mình cũng những có những cái clip mà hướng dẫn anh em xem ốc ép rồi như thế nào á, thì bây giờ mình sẽ xem và nói luôn cho anh em biết. Và thằng em nó đã mạnh miệng để mà nó khẳng định như vậy rồi thì anh em cứ yên tâm ha. Rồi xem xe ở đâu em? Xem xe anh em nếu mà được thì liên hệ xem xe tại Trảng Bàng nha. Ở đâu cũng Trảng Bàng có được chứ. Nếu mà được thì anh em cứ điện thoại trước xong rồi hẹn. Rồi anh em mình gặp ở công viên Trảng Bàng là sân banh gì cũng được. Rồi anh em xem xe. Nói chung là khu vực thị trấn Trảng Bàng đó các bạn. Rồi bây giờ thì đó là nãy giờ là mình nói về cái trình độ zin của xe như thế nào. Còn bây giờ xe này mà ngoài cái việc tâm trùm này á thì em thấy là có cái tần số này là tần số này em thay riêng hay là như thế nào? Thay riêng anh đấy thì xe này em cũng thay đổi 1-2-3 cái bộ phận rồi. Mà nếu mà anh em xem xe được thì em sẵn sàng tặng luôn tần số zin về zin đuôi cái đuôi ở dao luôn. Rồi cặp xi nhan zin luôn. Nói chung là đồ zin còn hết đúng không? Còn đủ. Cũng đẹp các bạn. Cái này là vỏ ruột kia có thay gì chưa? Zin luôn anh, từ lúc mua về luôn á. Có lủng nữa nào chưa? Chưa đâu. Em chạy là xe kỹ mà. Các bạn cũng thấy rồi, thực sự là rất là đẹp các bạn. Cái bánh dĩa này là 12.000 cây mà nhìn trong xe dĩa nha ha, tương đối đúng nha các bạn. Xe này là bao tô bao đồ luôn phải không? Bao tô km rồi đúng không? Dạ. Cứ gì ở tài lấy luôn á anh em. Đây, ô tô cũng có nè nè. Ô tô không phải xe gian xe lậu gì hết à. Ô tô em quay kỹ anh chân lên em xem nè. Rất là sạch, sạch sẽ, rất ngon đúng không? Cứng cáp không? Những cách mà mình chỉ anh em xem xe nè. Rồi, để mình quay luôn cho anh em xem coi em này nó có thiên thần tốc độ không? Rất đẹp anh em thấy không? Nhìn từ ngoài nha, mình không nhìn chỉ trắng nha, mà chỉ trắng cũng rất là nghe ha. Ở đây. Đây, quay sát vô đây này cho anh em xem. Đó. Rồi, lên trước đây. Xe này là em chỉ có thay cái dè với xi nhan rồi tần số với lại cái tem trùm chứ đâu còn gì nữa không? Thêm cái bát này nữa nè. Đúng rồi. Cần ra đi 26 triệu mà bây giờ anh hỏi thiệt một câu, mua xe là chủ yếu ai cũng phải trả giá hết đó. Mặc dù nó bán rẻ bán mắc là không có chủ biết, nhưng mà khi mà người ta xem xe là em có fit nữa không hay là 26 triệu chắc? Xe này là em chắc giá không thêm không bớt luôn anh. Đúng chắc 26 triệu. Khoan về cái vấn đề mà mình sang tên cho xe này, nếu mà em nói chính chủ về vụ sang tên như thế nào? Sang tên thì thời gian nó cũng nhanh mà. Em có bao cho người ta không hay là em chỉ ký giấy mua bán thôi? Rồi, anh em vui vẻ mà bao cho anh em sang tên luôn. Nói chung là mình hiểu được cái nỗi khổ của anh em này, trong khi cái việc mà nó dị gái đó anh em. Nó cần ra đi gấp, nó cần ra đi gấp để mà đó. Ok, bây giờ nó bằng đề máy cho anh em nhé. Khẳng định lại là bây giờ nếu mà thằng em có nói là nếu mà xem xe không đúng gì chất gìn như đã nói thì sẵn sàng gửi tặng anh em 10 triệu đi quay về. Em chờ đến. Đầu tiên lại quay cái kim km trên em xem là xe không zin không. Ủa, xe không độ chế cháo gì đâu nha anh em. Mắt tôi của ẹt là 10.000 nha. Mình lên một cái xuống liền cho anh em xem nha. Rồi xuống cái máy nha anh em. Máy yên bích nha. Còn giọng nội đặc trưng của dòng xe tơ rồi đó là chuyện vô tư. Giá 26 triệu quá bèo nhau rồi. Ok, em có gì để mà nói vô đây? Gì nói với anh em nữa không? Nếu không thì anh sẽ update để mà phải quán cho em cái này. Thì chi tiết xe của tôi là vậy, anh Ngốn cũng quay từ chi tiết cho anh em xem rồi. Thì được thì anh em liên hệ tôi để xem xe. Số điện thoại em là số điện thoại của em này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Phần mô tả là phần mà mình bấm vào cái tiêu đề bên dưới nó sẽ hiện ra các bạn nhé.
Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chào các bạn nhé.